Đấy, lần trước mình đã quay được khá là nhiều cái review về những cái tính năng trong một cái đồ án thì cũng đã đến được cái video thứ 19. Ở video này mình sẽ tiếp tục review tiếp một cái hạng mục nữa liên quan đến việc là hiển thị tất cả các sản phẩm này. Sau đó thì hiển thị sản phẩm theo các danh mục này. Các bạn nhìn thấy khi các bạn click vào cái danh mục thì nó sẽ hiển thị theo những cái sản phẩm theo danh mục này. Ngoài ra đây mình có làm thêm những cái phần như sắp xếp tăng giảm này, theo gì? Tăng giảm theo giá, theo mới nhất, theo cũ nhất này. Đấy. Cái tiêu chí ở đây là tăng theo giá thì ở đây các bạn biết rồi, nó sẽ có giá. Ngoài ra thì mới nhất và cũ nhất thì mình sẽ dựa vào cái ngày tạo hoặc là cái ID tự tăng trong cái cơ sở dữ liệu. Đấy, thì các bạn có thể sẽ biết được là cái sản phẩm này nó tăng hay là giảm. Ngoài ra thì mình cũng có thể search được theo tên. Ở đây ví dụ như kiểu mà lắc tay bạc nữa. Đấy, mình có thể search được theo tên của sản phẩm. Đấy. Đây mình cũng sẽ có những cái phần liên quan đến phân trang sản phẩm đấy. Đấy, ngoài ra thì các bạn muốn tìm kiếm theo cái tiêu chí gì thì các bạn có thể comment lại ở cái video của mình nhé, thì mình sẽ làm những video review.